À, các bạn thấy không, đây là mình thả heo ra buổi sáng nha. Buổi sáng thì cái này là mình lùa chuồng thôi, nhưng mà cỏ, ba cái cỏ non mà nó đang lên nè, thì các bạn thấy là nó đang ăn rau, đang ăn cỏ. Mấy heo này là mình hõm gà vì lý do là những cái tháng này trời mưa quá trời, cho nên là mình không có thả nó ra, chứ lại không có cái thời gian để mình cắt cỏ cho nó ăn ra, nó ăn cỏ nè. Thấy heo không? Điều này chứng tỏ điều là con heo này đang thiếu rau trầm trọng nha, đang thiếu cái chất xanh trầm trọng. Tại vì rau cỏ là một trong những cái thức ăn mà con heo này nó rất là phù hợp, cho nên là khi mà trong cái quá trình chúng ta chăn nuôi heo rừng á, thì chúng ta nên bổ sung, tìm cách mà để mà bổ sung những cái loại rau cỏ xanh cho heo ăn, để thứ nhất là giúp cho cái thịt con heo là nó săn chắc hơn, ngon. Thứ hai nữa là nó giảm cái chi phí thức ăn trong chăn nuôi, còn nó phù hợp với cái đặc tính của heo rừng. Tắt ô tô cho nó phù hợp với cái đặc tính của con heo rừng. Cái này thì nếu như mà mình cho mình có cái loại mà cỏ dôi á, cỏ dôi cái năng suất nó cao và cái sản lượng nó có, thì mình cho nó ăn rất là phù hợp nha, nó rất là ưa chuộng luôn. Cái này mà thả nó ra mình nuôi, mình có khu đất rộng á, mình thả nó ra là rất là thích. Cái diện tích đất là phải là từ hàng chục công thì mình thả ra thì nó mới hiệu quả. Ví dụ như mỗi một khu như là mình thả để dành cho ô nào vậy đó, những cái ngày mưa gió thì mình không có thả ra, còn những cái ngày nắng hoặc là những ngày rảnh thì mình thả ra mình phân lô mình thả ra, chứ không phải là mình thả ra theo kiểu gọi là tràn lan hết. Thì nếu như mình phân ra mình thả ra gì thì nó rất là hiệu quả trong cái vấn đề chăn nuôi heo rừng, đặc biệt là cái heo rừng thịt nha. Mình thả ra thì tất nhiên là cái thịt nó sẽ săn chắc, nó thơm ngon, từ đó nó làm cho cái môi trường con heo sống nó thoải mái, thì nó làm cho nó giúp cho mình là cái đạt cái năng suất trong cái chăn nuôi heo rừng này. Còn nếu mình nuôi mà cái môi trường nó tù túng, nó chặt hẹp quá thì con heo nó thì nó cũng không có đạt bằng cái lúc mà mình vừa nuôi vừa thả ra. Nó vẫn kiếm cỏ ăn, tuy nhiên cái cỏ này gọi là cỏ ấy thôi, nó không có mà năng suất nhiều. Lá cỏ này có lật giặt. Đại heo này chúng ta thấy vậy là nó được khoảng 4 tháng, heo nó tầm khoảng 15-17 kg hết, nuôi từ lúc nó đẻ ra đến lúc nó đạt trọng lượng khoảng cái này là khoảng 4 tháng. Cảm ơn cả nhà nhiều nha, cả nhà theo dõi nhé, bấm đăng ký cho chúng mình nha. Cái chuồng trại thì sáng phải sạch sẽ. Vài ngày nãy nó ra mấy con, còn mấy con chuồng. Rồi cho nó ăn đi con, cho nó ăn đi con. Cho nó ăn đi, nhanh đi, để nó ra. Đây này là mấy cái bài này là heo giống mà bây giờ mình ra đi. Còn cái bài bên đây là heo. Theo dõi bấm đăng ký kênh giúp mình nha, để mình sẽ ra nhiều cái video mà liên quan đến chủ đề heo rừng cho cả nhà mình tham khảo, coi cái nào nó phù hợp với mình thì mình sẽ áp dụng nha, cái nào nó phù hợp với mình thì mình sẽ áp dụng. Cảm ơn mọi người nhiều nha.